Hoa Sữa Về Trong Gió là bộ phim mới của VTV, thu hút khán giả xem đài nhờ nội dung gần gũi với cuộc sống đời thường. Phim xoay quanh bà Trúc, một cán bộ về hưu với hai con là Hiếu và Thuận. Mỗi người trong gia đình cũng như tổ ấm nhỏ của các con đều có những khúc mắc, mâu thuẫn riêng cần được hóa giải. Trong đó, vai diễn của Huyền Sâm được khán giả chú ý. Trong phim, cô vào vai Thuận, con gái bà Trúc. Đây là vai tuyến chính dài hơi đầu tiên của Huyền Sâm sau loạt vai phụ và cũng là lần đầu tiên hợp tác cùng diễn viên Ngọc Quỳnh trong vai vợ chồng. Cả hai có nhiều phân đoạn tranh cãi, mâu thuẫn trong phim. Chia sẻ về sự trở lại với phim truyền hình về đề tài gia đình, Ngọc Quỳnh cho biết đã gần 3 năm nay anh mới tham gia một dự án phim ở thể loại này. Nhân vật Khang là một người thương vợ, không muốn vợ phải lo lắng đến những rắc rối trong công việc của mình, là kiểu đàn ông được nhiều người yêu quý. Đây cũng là dạng vai anh ít thể hiện trên màn ảnh nhỏ thời gian gần đây. Ngọc Quỳnh sinh năm 1980 ở Thường Tín, Hà Nội. Anh từng tham gia phim Hoa Cỏ Mai của đạo diễn Lưu Trọng Ninh khi đang học năm thứ nhất trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, Ngọc Quỳnh công tác ở Đoàn kịch Công an Nhân dân, Nhà hát Tuổi Trẻ rồi chuyển sang Nhà hát Kịch Hà Nội. Anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả trong loạt bộ phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Đi Qua Ngày Giông Bão, Tin Vào Điều Không Thể, Tình Yêu Không Hẹn Trước, Mùa Lá Rụng. Năm 2020, anh đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng với vai diễn Thái trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Vào tháng 3 năm 2024, Ngọc Quỳnh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Sau danh hiệu mới, anh vướng vào ồn ào ly hôn vợ, có bạn gái mới là đồng nghiệp ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Tuy nhiên, nam diễn viên không chia sẻ quá nhiều về đời tư. Anh cho biết chưa có ý định tiến tới hôn nhân sau quá khứ đổ vỡ. Trong buổi ra mắt phim mới, Hoa Sữa Về Trong Gió vào chiều ngày 21 tháng 8 vừa qua, Ngọc Quỳnh lần đầu tiên trải lòng về việc đã đổ vỡ hôn nhân hai lần. Hiện tại, anh công khai mối quan hệ tình cảm với bạn gái cũng là đồng nghiệp, diễn viên Thùy Anh. Cả hai cùng làm việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Thùy Anh sinh năm 1987, từng tham gia một số vai phụ trong các phim Xúc Sắc Tình Yêu, Sắc Màu Phái Đẹp, Góc Phố Muôn Màu. Nữ diễn viên trải qua đổ vỡ hôn nhân, hiện là mẹ đơn thân của con trai 13 tuổi.
Ngọc Quỳnh cho biết anh đã ly hôn 2 lần chứ không phải 1 lần như nhiều người vẫn nghĩ. Cuộc hôn nhân thứ 2 kết thúc cách đây 1 năm. Anh có 3 người con trai đầu năm nay học lớp 10 là con chung với người vợ đầu tiên và 2 con riêng với người vợ thứ 2. Ngoài đời, Huyền Sâm sinh năm 1987. Hiện cô công tác tại nhà hát kịch nói quân đội, mang quân hàm thiếu tá. Chồng cô là nghệ sĩ ưu tú Đới Anh Quân, phó giám đốc nhà hát kịch nói quân đội, mang quân hàm trung tá. Trên sân khấu kịch, cô gây ấn tượng cho khán giả qua vai Mẫn cô nữ sinh Huế nhẹ nhàng, trong sáng trong vở Chuyến tàu tốc hành trong đêm. Vai diễn này cũng giúp nữ diễn viên giành chiếc huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2014. Có lẽ vì có ngoại hình dịu dàng, nữ tính nên Huyền Sâm thường được các đạo diễn giao cho những nhân vật có cuộc đời éo le, bất hạnh. Thậm chí, nhiều người còn đặt cho cô rank xưng mỹ nhân chuyên trị vai khổ trên màn ảnh. Tâm sự về hôn nhân và ông xã cùng nghề, nữ diễn viên cho biết cô và ông xã bén duyên khi cùng công tác tại nhà hát. Tôi về nhà hát một thời gian ngắn thì quen anh Quân, sau đó tìm hiểu và yêu nhau được mấy năm thì về chung nhà. Anh ấy chinh phục tôi bằng sự hài hước như trong các vai diễn. Nữ diễn viên chia sẻ thêm, trong đơn vị cô cũng có nhiều cặp đôi, bố mẹ chồng của nữ diễn viên cũng là đồng chí đồng đội của nhau, các cô chú cũng nên duyên vợ chồng và đều sống với nhau rất hạnh phúc. Trong cuộc sống, tôi thường nhìn vào bố mẹ mình để học hỏi. Người lính thì kỷ luật, người nghệ sĩ lại bay bổng thăng hoa, hai chất đó tưởng chừng không thể hòa hợp nhưng chính là yếu tố tác động qua lại và bù đắp lẫn nhau giúp cuộc sống hôn nhân của chúng tôi tránh được sóng to gió lớn, Huyền Sâm nói. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.